Rồi, chào tất cả các bạn đến với kênh Chiến Ngoan Sơn Bắc. Chúc tất cả các bạn ngày mới vui vẻ, làm ăn được nhiều may mắn trong công việc các bạn. Rồi, mình cũng đi thăm bãi gắn tiếp tục nữa mấy bạn ơi. Công việc của mình. Mời các bạn đi theo chân mình trải nghiệm thăm bãi gắn nha các bạn. Đầu tiên coi. Ô, cái gì không? Đây thì nặng nặng bạn ơi. Vô con gì vậy? Vô con gì vậy? Con thui cục kia. Cái gì con hèo. Hèo nhỏ bạn ơi. Ni ni. Nè. Mini đây à, để mình bắt nó ra bạn ơi. Cái tiếp theo nữa bạn ơi, con heo nãy nhỏ mình bắt mình không quay luôn bạn ơi. Rồi cái này hình như mắt hay gì trống lỏng vậy trời. Ồ, tin đâu mắt chứ, nó cứ bó tay luôn ạ. Rồi nhà tay à. Ê, nặng. Nặng nặng. Ê trời, nó nữa, heo mini nữa. Đây con này đỡ hơn con nãy. Bầy nữa bạn ơi. Vô bầy đây. Có anh Lý. Hai cái hai em. Hai cái hai em lụm hàng hai em ơi. Thằng hai em đó, hai em gì đây cũng được rồi đó bạn. Lê lê lưỡi cái hai em, hai em, hai em rồi. Bên này bộ có Lý nghe, còn mấy cái kia nữa không biết sao đây. Hốt về con bự bự đi. Không chịu ra công con bé hôm bé kia tiêm hôm con này không chịu ra hả? Dạ, ra đi. Á, tầm lum á, tầm lum tầm la.
Không gầy thiệt cảm nữa. Nói chuyện khang tiếng hết trơn các bạn ơi. Đó, hai em có lý rồi mấy bạn ơi. Vô hai cái đầu được hai em này. Coi bộ được được rồi đó. Được rồi mà không biết sao đây. Rồi, ngưng các bạn ơi, tới cái tiếp mình quay tiếp. Rồi, theo đây cái nữa. Có cái gì không đây, cái này đặt rồi. Tròn luôn vậy nó phá, lật nguyên lật ngửa banh chành hết trơn. Trời ơi, được con chuột. Đặt con chuột nhỏ cũng lật nghiêng lật ngửa nữa bạn ơi, sao lật không người ta. Mà đợt này lại con chuột đặt con chuột nhỏ lại còn được con chuột bự bắt cái gà luôn. Để nó phá dữ lắm. Thôi mình tạm ngưng các bạn. Tiếp theo đây cái nữa bạn. Ê, giặt ra cái thấy liền. Em hổn ngựa. Giặt cháy. Chuột cái cắn tới giết cái hổng còn miếng bao luôn. Đó. Em hổn ngựa nữa. Hôm nay bộ có lý à, nghe. Bốn cái ba em. Ba em ngựa cục đuôi, còn con hổ đất cục đuôi nữa, nó cục đuôi bự lắm, không biết nó ở đâu đây nè. Bà này chật chội khó bắt quá các bạn ơi. Gì cắn em bạn. Rồi, ngưng các bạn ơi. Tới mình quay tiếp. Rồi, tiếp theo đây cái nữa các bạn ơi. Mình thấy chưa? Con chuột các bạn ơi. Rồi,
để coi tiếp theo nữa bạn ơi. À, quên biết. Không thấy gì hết. Con chuột kỳ ta. Tiếp theo đây nó sẽ cá nó bật ơi. Cái luồng này cái đạp rồi thì mình bị nó là quát hôm này kia tùm lum rồi. Nãy giờ mình thăm hai cái vô mà nó không có, nó cũng không có quát hôm luôn. Cái cá này coi sao đây. Đây cũng trống phọc luôn. Đây còn chuột luôn bạn ơi. Còn những cái nữa bạn ơi. Đâu rồi? Đất đâu rồi? Học luôn, có con chuột nữa bạn ơi. Kỳ ta. Rồi, tiếp theo đây cái nữa bạn ơi. Có cái gì không? Ê, con gì vậy? Ngựa hả? Con heo. Cháu gì con ngựa. Cả bá luôn. Nữa nữa. Nữa nè. Ôi ơi con ngựa. Hết hồn con ngựa luôn. Trời ơi. Đó. Cái này nè. Quá êm, quá êm. Không giữ rồi, không giữ rồi. Rồi. Để mình ấy, để cái máy mình bắt nó ra bạn ơi. Chỗ này chật quá bạn ơi, không có chỗ bắt gì chưa. Chỗ ngồi. Trời, bịt quá. Trời ơi nó ý á. Mẹ. Lum. Em bạn túi nhiêu à, 4 em gần 3 kg rồi. Thôi mình ngưng các bạn ơi, cái tiếp theo mình quay tiếp rồi. Đây cái nữa mấy bạn ơi.
Trời ơi, nó làm hết hồn, nó làm cái khu cái kiếp mới bà mẹ nó bự. Trời, 300 gram, 300 gram mà nó khùng cái giật mình mấy bà nó hết hồn ở kia đó. Lớn ghét bà con nhỏ nhỏ vậy làm sao thả nữa. Ông kêu này nuôi, ông kêu mình đem về nuôi, về nuôi gì làm biếng nuôi quá. Thả đi. Nhưng bạn ơi, rồi đây cái nữa bạn ơi, cái này cái cuối luôn rồi bạn ơi. Có cái gì không? Cuối cùng cũng cùi. Ê, mình thấy cái đầu rồi, mình thấy cái đầu rồi, cái đầu rồi, đen đen không biết con gì. Rồi đầu đại ca, rồi đầu rồi, đầu đầu rồi, đại ca rồi, đại ca, lọt nữa, lọt nữa, đại ca rồi. Quá chừng rồi, đại ca rồi. Đó, vô, kèo vô kèo. Nó ói chuột ra vậy. Đó, kèo luôn rồi. Con này ký trở lên chứ không dưới ký nữa bạn, ký ký mốt không có vô nhức nổi không. Mày ở đây thì mày không có ra được đâu. Khu thôi đem bắt ra bạn ơi, cuối cùng mà được con này là quá chừng ấm rồi bạn. Thôi mình kết thúc ở đây luôn các bạn ơi, kết thúc cái clip này luôn nè. Đây là em đại ca, đây 4 em 2 túi rồi, bữa nay trúng rồi bạn ơi, bữa nay ngon rồi, vô rồi, vô kèo rồi. Rồi bye bye, bye. Hẹn bạn clip sau đi. Này mà được nhiều đó, ấm quá rồi mấy bạn ơi.